Ok ha, mọi người cũng thấy ha, ở trên xe mình nè, nó bây giờ là nó dính kìa nè, nó ha một lớp luôn nè, nó cũng tôi nói nhiều đó, nó giống như là cái nước đá bào vậy nha, để ăn thử coi. Y ra như là cái nước đá bào luôn vậy nha, dính trên xe nè, đó cũng rất là nhiều luôn nha, thấy không? Đó cũng nhiều lắm luôn á, y như hệt như là nước đá bào. Ăn vô nó cũng lạnh lạnh. Xin chào hết tất cả các anh chị cùng các bạn nha. Thì hôm nay mình đang đi ở tại cái khu Việt Nam ở gần nhà mình buổi sáng chủ nhật nha. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ chút xíu về thời tiết nha. Theo như dự báo á, hôm nay ở tại thành phố Atlanta nơi mình ở nè, sẽ có là tuyết rơi nha, sẽ rơi vào buổi trưa. Nhưng mà bây giờ thì mới có buổi sáng thôi, hiện tại bây giờ đang mưa và gió rất mạnh ở là bên ngoài nha. Nó thì mình đi ra đây đi uống cà phê với chút xíu nữa mình cũng tranh thủ để coi cái tuyết nó rơi xuống ở đây như thế nào, mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Ở tiểu bang mình á, ở thành phố mình á, cái tuyết á thì nó rất là hiếm nha, có khi 2 năm 3 năm mới có rơi một lần nha, chứ không phải lúc nào cũng có hết nha. Và thông thường ở đây thì nó rơi cũng rơi ít thôi, không có rơi nhiều, chút xíu à, có khi mua nguyên cả mùa đông thì chỉ rơi được 1-2 lần thôi. Mình đang đi buổi sáng ở khu Việt Nam này, cũng còn rất là vắng vẻ nha, có lẽ nhiều người ta sợ tuyết ở nhà hết rồi. Ok đó, bây giờ tuyết bắt đầu rơi rồi nha, bây giờ chỉ là rơi nhẹ thôi nhưng mà chưa có dính, chút xíu nữa đó là mới rơi nhiều đó. Thì ở tại Atlanta này á, nó tuyết lâu lâu rơi một lần vậy thì cũng rất là vui nha, cũng có một số người thì nói chung ra ta cũng ngại lại ra đường, mấy chiếc xe nhìn nhìn thấy trắng hết trơn nha. Thì thông thường những ngày chủ nhật á thì bà con xuyên bang mình nó về rất là đông nha, nhưng mà do hôm nay tuyết rơi nên chợ cũng tương đối vắng. Thì chỉ có những người như mình thôi sống ở gần đây mình mới đi lại chợ thôi. Thì bây giờ sẽ đi vô chợ mua một ít đồ. Mình quay sơ qua để mọi người cùng xem nha, cảnh tuyết rơi ở đây nha. Cũng đông vui lắm. Lâu lâu tuyết rơi cái nhiều người thấy là cũng thích lắm. Dạ, lâu lâu mình mới có rơi một lần thôi. Đúng rồi, mình lái xe thì phải cực, nhưng mà có con gái thì thấy là cũng vui. Cũng có rất nhiều người là vui lắm nha. Phía bên trong chợ thì rất là vắng vẻ nha, rất ít người đi chợ vào cái lúc này, cũng tương đối vắng lắm. Cũng chuẩn bị hàng hóa rồi cho là những ngày Tết đến này nha, cũng đầy đủ hết rồi. Đây là cảnh tuyết rơi ở khu vực chợ người Việt ở tại thành phố Atlanta nha, rất là vắng vẻ luôn. Nói chung là bây giờ hôm nay thì cũng là ngày chủ nhật thì cho nên mọi người thì nói chung là ở nhà hết rồi, khi nào ai cần thiết dữ lắm mới đi ra chợ thôi, chứ còn ngoài ra có cây đi ra đường lúc này lắm. Buổi sáng rơi thì nó chưa có dính, bây giờ đó nhìn ở dưới mặt đất á, nó bắt đầu rồi nó có cái màu trắng trắng này nha, tiếp bắt đầu rồi là nó dính rồi đó. Rất là u ám luôn. Thì bây giờ là tuyết bắt đầu rơi rồi nha. Nó thì buổi sáng lúc mà mình đi ra đường đó, nó hơi ít, bắt đầu giờ là rơi nhiều rồi ha, mọi người thấy không? Wow, rất đẹp nha. Thì bắt đầu bây giờ nó ở đất bắt đầu đó, nó hơi dính rồi đó. Nó nhìn cỏ này nè, nó hơi có màu trắng nha. Thì buổi chiều nay đó có thể là nó sẽ dính nhiều hơn. Nếu mà trời ấm ấm á, thì là nó tan, nhưng mà nếu mà trời lạnh nó thì nó sẽ dính nha. Chắc lẽ là không nhiều đâu, nó nhìn xe không? Dính hết các xe luôn rồi đó. Rồi chút xíu mình sẽ quay thêm nữa nha. Nó thì bây giờ là bắt đầu cái thời điểm mà tuyết nó rơi nhiều nhất nè. Mình sẽ đi một vòng nha, quay cho mọi người cùng xem nha, trong xóm mình ở nè.
Nó thì do là cái thời tiết nó tương đối, nó không có quá lạnh đó, thì nó rơi thì rơi thôi nhưng mà nó không có bám ở dưới là cái mặt đất nha. Nó chỉ bám một số ít thôi, không có bám nhiều. Thì điều này đồng nghĩa với là tốt nha. Khi mà nó bám ở dưới đất á, thì mình phải xúc tiết rồi sau đó mình mới lái xe được nha. Còn bây giờ mà nó rớt xuống thì nó tan hết trơn á, thì tốt. Nó dính chút ít trên chiếc xe thôi. Hôm nay thì nhiệt độ ở bên ngoài mình đang đi như vậy đó thì nó cũng khoảng gần 40 độ. Cho nên nó không có quá lạnh. Hôm nay thì ngày chủ nhật đó thì cho nên hầu như mọi người đều ở nhà hết nha. Không có ai đi ra đường hết luôn. Mới ghé ngang nhà của người Việt Nam. Cách nhà mình cũng mấy căn đứng nói chuyện chơi. À, mọi người thấy không? Ai nấy cũng nằm nhà hết trơn luôn nha. Không ai ra đường hết á. Tiểu bang mình đó thì nó có một cái thì nó không giống như những tiểu bang ở miền Bắc. Ở miền Bắc á, khi mà tiết rơi á, cỡ nào á, người ta cũng ra đường hết á. Tại vì do ở đó người ta có rải cái muối rồi có cái xe đi cạo tiết á, thì cho nên tiết rơi nhiều nhiều thì nó cũng vẫn là bình thường. Còn ở tiểu bang của mình nó thì thỉnh thoảng thôi, cả 1-2 năm nó mới có một lần đó, thì cho nên người ta không có chuẩn bị, người ta không có rải muối xuống đường á, thì cho nên cái người dân á, người ta cũng rất là ngại đi ra đường, sợ nó trơn trượt, sợ bị những cái tai nạn thôi. Hầu như ở đây khi mà tiết rơi xuống thì các cái sinh hoạt hầu như là đều ngưng lại hết nha, không có hoạt động. Hôm nay thì mình chỉ quay một đoạn video ngắn này để các anh chị các bạn mình ở khắp nơi xem cho biết. Thì thời tiết ở tại Atlanta bang Georgia này nó là vậy đó nghe, nó không có quá là khắc nghiệt như những tiểu bang ở miền Bắc của nước Mỹ. Những ngày tiết như vậy thì lạnh và có tiết gì thì rất là hiếm. Rồi. Cũng hơi lạnh lạnh chút xíu thôi nhưng mà không sao. Đi 1-2 vòng chơi. Vòng vòng trong xóm mà. Rồi hay. Chào anh. À, cũng có số ít người đi ra đường đây nhưng mà thực sự có công việc cần thiết người ta mới đi lúc này thôi nha, chứ còn ngoài ra cũng ít ai đi. À, giờ này tiếp bắt đầu nó rơi xuống thì cũng tương đối nhiều rồi, nhưng mà nó rơi được bao nhiêu nó rơi mà nó tan hết trơn nè. Trời này mình biết có rất là nhiều người luôn ở nhà, coi như là nấu lẩu ăn nhậu nha. Trời lạnh lạnh này ở nhà nấu lẩu uống rượu là quá đã luôn. Ở chỗ này nó bám hơi hơi nhiều nè, tại vì do ở dưới cái lớp đất cái cỏ đó cho nên tiết thì nó dễ bám hơn, còn ở ngoài đường xe nó chạy nhiều quá đó nên nó tan hết. Đi thêm 1-2 vòng đó ha, để mọi người cùng xem cho biết. Cho nên cũng không phải lúc nào cũng có tiết hết. À, cây cối sơ sát đó chứ. Mùa đông mà. Trời này mình chạy xe mà nhanh cũng hơi nguy hiểm lắm nha, nó dễ trơn trượt lắm á, cho nên ở đây mà khi mà tiết xuống á, thì cái tỷ lệ mà bị tai nạn về xe đó thì cũng tương đối cao, do nhiều người không có quen á, không có quen lái á. À, đây là thùng thơ nè, nó dính nè.
Với ở trên cái mái nhà nhìn trắng xóa hết trơn. Rất đẹp, rất đẹp. Tuyết đang rơi nha, mình đang đi ở dưới tuyết nha. À, đường xá ướt nhẹp hết trơn. À, giống như nó vừa có tuyết mà nó vừa có mưa đó, cho nên nó bị ướt hết trơn chứ không phải là cái tuyết không. Thôi bây giờ mình cũng phải vòng vô nhà lại rồi, đi khúc thì cũng tương đối hơi bị lạnh này, giờ lạnh quá rồi. Thôi mình vòng vô nhà lại. Thật sự hôm nay thì cũng rất là vui. Lâu lâu ở tại thành phố mình ở thì nó có tuyết rơi, cho nên mình cũng ghi hình lại chút ít hình ảnh. Tuyết rơi, hồi nãy mình đi buổi sáng mình đi ở khu vực chợ Việt Nam ở gần nhà. Rồi bây giờ thì mình đang đi ở trong xóm mình. Vừa đi vừa che là cái dù nha, chứ không che cái dù nó ướt là cái máy quay. Mình gửi đến với tất cả mọi người ở khắp nơi xem về thời tiết ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video chia sẻ về thời tiết của mình nha. Mình xin tạm dừng lại ở đây. Và mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ về cuộc sống ở tại đây trong những video sắp tới nữa của mình nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha.